Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi chiều hôm nay thì em có nhận được mấy chiếc vang số của các bác anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn trình. Thì có một chiếc vang D4 của một cái bác ở trong Long An gửi đến căn trình. Thì hiện giờ thì em đang bán cái dòng vang số của hãng CB Cotic với một em là D4. Và từ trước đến nay thì cũng có rất nhiều các anh em gửi cái dòng vang số D4, D6, D8 cho em căn trình. Thì một cái đặc tính ở trên cái dòng vang số này nó hơi lạ kỳ một chút. Cho nên rằng là tại sao là các bác anh em mua về nó chưa hay. Và kể cả là anh em bán hàng khi mà căn chỉnh dòng vang số này nó cũng khó hay. Bởi vì tại sao? Một dòng vang số rất đặc biệt là cái chất âm của cái dòng vang số này là sáng tiếng. Nhưng cái vấn đề mà can thiệp và giải quay dơ ở trên dòng vang số này là một cái vấn đề mà nó rất là khó khăn. Bởi vì cái đặc tính ở trên vang số đối với dòng CB D4, D6, D8 ấy, thì em căn chỉnh cho các anh em gửi đến cũng như là em bán ấy, thì một cái vấn đề ở trên cái giải quay dơ ở cái phần mic này cũng như là phần main này là em ít căn chỉnh và có căn chỉnh rất ít thôi. Cho nên rằng là khi em nhận vang số của các anh em gửi đến ấy, thì em thấy như thế này. Đây là các cấu hình cũ này, các cấu hình cũ thì các bác sẽ thấy được nó như thế này. Ở phía dưới này ấy, là các cái chế độ mà liên quan đến phần mic này, liên quan đến phần mic, phần nhạc và các cái phần đầu ra. Thì các bác thấy rằng là đối với dòng vang số của CB D4, D6, D8 ấy, thì cái việc mà chúng ta can thiệp vào cái giải quay dơ này ấy, là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề âm sắc. Riêng đối với dòng vang số của CB, em thì em căn chỉnh rất nhiều đời vang số, mà đối với dòng vang số đời X như là X3, X5, X6, X7, X10 ấy, thậm chí phải giảm ở cái giải trầm đi rất nhiều. Giảm đi rất nhiều thì mới có một chất âm sáng ở trên cái dòng vang số đời X. Thế nhưng mà bản thân dòng vang số của CB D4, D6, D8 ấy, nó là một cái chất âm sáng tự nhiên rồi. Nhưng một cái điều lạ kỳ là khi chúng ta căn chỉnh ấy, chúng ta can thiệp vào cái giải quay dơ mà không có cái khả năng thẩm âm ấy, thì chất âm nó lại rất là dở, nó rất là hỏng. Đây các bác thấy rằng là đây là cái phần main này, phần main là cấu hình cũ. Đây là cấu hình số 1. Các bác thấy không, nhìn nó rõ nhỉ, nó hơi loá loá. Đây là cái cấu hình cũ ở cái phần main này. Các bác thấy rằng là tăng ở phần âm trầm, giảm ở phần âm trung. Đây là phần main này. Và tiếp đến là cấu hình số 2. Thì đây cấu hình số 2, đây gọi cái phần mà nó liên quan đến cái phần mic, phần nhạc và cả các cổng xuất ra. Thì các bác sẽ thấy được rằng là đối với dòng vang số của CB thì tối kỵ cái việc mà tăng như thế này. Đây là cái phần main thì các bác thấy này, tăng giải trầm, tăng giải, đây là giải trung cao. Tần số cỡ khoảng độ 1.300, 1.400 này nó là trung cao rồi đấy. Nó là trung cao, cái việc mà tối kỵ tăng thì lại tăng. Mà đối với đặc tính ở trên cái dòng vang số của CB thì tối kỵ là can thiệp nhiều vào cái giải quay dơ. Một cái vấn đề là tối kỵ can thiệp nhiều vào cái giải quay dơ. Thế cho nên rằng là tại sao mà các bác anh em là cái người sử dụng thì khó căn chỉnh được hay, mà anh em bán hàng cũng khó căn chỉnh được hay. Bởi vì chưa nắm được cái đặc tính ở trên từng chiếc vang số. Chưa nắm được đặc tính trên từng chiếc vang số. Đây cái phần mic này, các bác thấy cũng tăng ở cái giải trầm, tăng ở giải trầm. Mà một cái vấn đề mà khi mà căn chỉnh vang số thì em vẫn chia sẻ các bác anh em là tối kỵ tăng ở cái phần âm trầm ở trong phần mic cũng như là cái phần main. Tối kỵ nhưng mà đều tăng cả, các bác thấy không? Đều tăng. Đây là cấu hình cũ này, đây là cái số 3 này, cái số 3 này. Thì trong cái mục này thì nó liên quan đến những cái vấn đề về giải quay dơ của phần mic này, phần music này và cái phần đầu ra. Thì các bác sẽ thấy được rằng là như thế này, đây là chiếc vang số của bác Long An gửi đến căn chỉnh. Các bác thấy rằng là những cái nhược điểm ở trên cái dòng vang số D4, D6, D8 là không can thiệp nhiều vào giải quay dơ. Không can thiệp nhiều giải quay dơ. Còn chưa kể cái phần effect. Đây là cấu hình cũ. Cấu hình cũ thì ở cấu hình cũ ấy, thì ở cái riêng đối với dòng vang số của CB ấy, thì ở phía trên này ấy, là cho phép chúng ta lưu và gọi các cái chế độ effect. Lưu và gọi chế độ effect. Còn phía dưới này ấy, là lưu và gọi các cái chế độ liên quan đến âm sắc, trong đó có phần mic, phần nhạc và cái phần đầu ra. Thì đây các bác thấy rằng là một cái cấu hình cũ nó như thế này. Một cấu hình cũ như thế này. Đây là cấu hình cũ trong phần effect này. Đây cấu hình cũ. Cấu hình cũ, đây cấu hình số 1 này. Cấu hình số 2 này.
thì đối với em thì em chỉ nhìn cái phần effect như thế này thì cũng không hay rồi. Nhìn cái thông số trong phần effect thì không hay. Ở cái dòng mã số này ấy, thì nó không nhiều đâu, về căn chỉnh phần effect nó không nhiều đâu. Nhưng mà nó có những cái mà nó rất khó, có cái rất khó. Cho nên là làm vang số là nó đòi hỏi cái kinh nghiệm. Tức là đã được va chạm nhiều và có khả năng nhìn nhận và thẩm âm. Các bác thấy rằng là đây là các cấu hình cũ này, các cấu hình cũ. Thì bây giờ sẽ thử một cái cấu hình cũ đi, gọi chế độ đầu tiên này. Gọi chế độ đầu tiên này ra. Và gọi cái phần mic, phần music và phần đầu ra này ra. Gọi ra. Thì các bác sẽ nghe thử cái chất âm nó như thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Và bây giờ sẽ gọi một cái cấu hình của em làm này. Đây là gọi cấu hình ra này. Và đây là cái phần đầu ra cũng như là phần mic và cái phần music này. Các bác sẽ nghe thử này. Thì đối với dòng mã số này ấy, khi mà gọi bằng phần mềm ấy, thì nó hiển thị ở đây. Đây là phần effect này và đây là cái phần mic, phần đầu ra và phần music thì nó nằm ở đây. Thì nó tương ứng với lại mình gọi cấu hình này và gọi cấu hình này. 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6. Thì bây giờ các bác sẽ thấy được như này, đây là cái cấu hình của em làm này, đây phần mic này chưa căn chỉnh gì và đang để về chế độ bypass này, tức là bằng phẳng hết, không can thiệp vào cái dạng quasi. Ở cái phần main này cũng thế này, cũng là chế độ bypass, chưa căn chỉnh gì ở trong dạng quasi. Thì em nắm được cái đặc tính ở trên dòng vang số này. Khi chúng ta can thiệp nhiều vào giải quay dơ là một vấn đề rất nghiêm trọng ở trên cái dòng vang số này. Cho nên rằng là đầu tiên chúng ta phải làm thật tốt cái phần effect đã. Thì chúng ta mới lại làm cái phần quay dơ sau. Chứ còn như ở trên cái dòng vang số này, đây nói đơn giản như là cái phần mic này. Bây giờ giả dụ như chúng ta giảm đi một tí chẳng hạn nhé. Đây là cấu hình mà các bác anh em vừa nghe này. Bây giờ chỉ cần giảm đi một tí này. Gọi là 1 decibel này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Cái vị trí này thì nó đại diện cho cái dải thấp nhá. Bây giờ lại để cân bằng này. Lại để 0 0 này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Thì em chỉ cần lấy 3 điểm ra để mà thử cho các bác thôi. Cái tần số 102 này giảm đi 2 decibel chẳng hạn nhá. 1 1 2 6 1 2 6. Bây giờ lại để về cái trạng cái là cân bằng này. Bây giờ một cái vị trí ở cái giải gọi là giải trung này. Cái giải trung. Bây giờ cho nó về cái vị trí giải trung này. Là cỡ khoảng độ trên 600 đi. 630 này. Bây giờ giảm chẳng hạn này. Giảm gọi là 0.5 decibel này. 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 2 6. Các bác thấy là nó thay đổi hẳn cái chất âm của cái phần effect. Và giảm đi gọi là 1.5 decibel này, giảm 1.5 này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Và bây giờ lại cho cân bằng này. Cho cân bằng này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Và một cái vị trí nữa là vị trí trên 5.000 này. Đây là vị trí trên 5.000 này. Vị trí 5.000. Bây giờ là thử tăng này. 0.5 này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Bây giờ giảm này. Giảm 1 đơn vị này, 1 decibel này. 1 1 2 6 1 1 2 6. Cho nên đây chỉ là những cái rất đơn giản ở trên giải quay dơ của một chiếc vang số thôi. Nhưng trước khi căn chỉnh thì chúng ta phải nắm được cái đặc tính ở trên từng chiếc vang số thì chúng ta mới căn chỉnh được nó tương đối tốt để mà các anh em phối ghép các bộ dàn khác nhau. Thế còn đối với em thì em có thể làm ở trên cái dòng D4, D6 này ấy. Thì thường thường em làm là 3 cái chế độ ở cái phần phần đầu ra cũng như phần mic và phần music. Còn chế độ effect này thì có thể làm từ 3 cho đến 5 chế độ cho các anh em dùng. Thì đây cũng là một cái mà em chia sẻ các anh em cũng như anh em thợ có thể nắm bắt được cái đặc tính ở trên cái dòng vang số của CB Cortex
D4, D6, D8 để các anh em có thể nắm bắt được trong cái vấn đề mà căn chỉnh cái dòng vàng số này.